Trên đây mình là chiếc cáp sạc USB sang cộng micro dài 1 mét, dùng để truyền dữ liệu hoặc là sạc các thiết bị hỗ trợ cộng micro. Mình có thể sử dụng nó để sạc điện thoại Android hỗ trợ cộng micro hoặc là các thiết bị như tai nghe, chuột cần điều khiển bàn phím cơ hoặc là cấp nguồn cho những thiết bị như là camera hay là máy quét scan. Đầu tiên là chiếc sạc này thì có vỏ ngoài được làm từ vật liệu TPE cho cảm giác rất là mềm mại và tinh tế khi chạm vào. Còn dây dẫn bên trong thì được làm từ đồng nguyên chất và chiều dài là 100cm và cho khả năng truyền dữ liệu là 2.0. Những cái thông tin khác của sản phẩm thì mình có để ở phần mô tả chi tiết cho các bạn có thể kéo xuống và coi nha.